kính chào quý vị khán giả của Như Chi Hề, có của Chi Ly. Trong số các bài hát viết về cuộc chiến tranh vệ quốc của Nga mà khá đông người Việt Nam đã từng gắn bó một thời, có một bài hát viết về tháng 5 khi khói súng vừa tan và những người lính trở về quê nhà. Và nhớ nhung thì gửi theo những người đồng đội cũ cùng trung đoàn, giờ này đang ở đâu? Vâng, bài hát mà có một giai điệu buồn buồn như thế này mà lại vẫn được xếp vào những bài hát, những bài hùng ca của ngày chiến thắng. Có một sự tương đồng sâu sắc giữa nhân dân của hai nước Việt Nga. Và câu chuyện tìm đồng đội sau đây là một câu chuyện xuyên biên giới. Đây là Moscow. Chào khán giả của chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tôi là Duy Nghĩa, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga. Tôi đang có mặt tại một tòa nhà rất đặc trưng của kiến trúc Xô Viết, nơi có một người Nga, một chiến sĩ tăng Xô Viết đang tìm đồng đội đã từng công tác tại Đồng Hới, Việt Nam. Đại tá Vladimir Vitalievich Nedosekin có hơn một năm ở Việt Nam, phục vụ trong tiểu đoàn sửa chữa cơ động của quân đội Liên Xô sang giúp Việt Nam sửa chữa vũ khí sau chiến tranh. Đó là vào năm 1979-1980. Ông ấy được trao tặng huân chương hữu nghị từ chính tay của Chủ tịch nước Việt Nam đấy. Ông chỉ huy một trung đội sửa chữa xe thiết giáp đóng tại nhà máy Z171 trong rừng Quảng Bình một năm, sau đó thì lên Thái Nguyên. Ông mong biết tin tức của trung đội trưởng Thành, giám đốc Xuyên và nữ phục vụ Bình cùng những đồng đội Việt Nam thời ấy. Kỹ thuật sửa xe tăng là kỹ thuật phức tạp mà lính của tiểu đoàn 2 phía Việt Nam có người còn chưa bao giờ đi học. Các bộ phận của xe tăng thì nặng như thế mà các bạn lại rất nhỏ bé. Nhưng các bạn nỗ lực đến mức công việc trở nên hiệu quả không ngờ. Chúng tôi sửa xe ngoài trời, nắng nóng và độ ẩm cao đến nỗi nhiều người ngất xỉu. Phải mấy tháng sau, một chiếc cẩu của tiệp khắc mới được chuyển đến. Chúng tôi mới dùng nó để nâng từng chiếc tăng lên. Sau này tôi đã phục vụ tại nhiều nơi khác, nhưng cách chúng tôi làm việc cùng nhau, cách chúng tôi hình thành mối quan hệ đồng đội thân thiết thì luôn tươi sáng trong trí nhớ của tôi. Chúng tôi chuẩn bị để các bạn thay thế dần chúng tôi. Sau nửa năm, các bạn phải tham gia kỳ thi quốc gia về chuyên môn và họ trả thi bằng tiếng Nga. Ban giám khảo Việt Nam kinh ngạc, sao lại có thể như thế được? Thậm chí cả tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi, các bạn cũng viết bằng tiếng Nga. Đó là vì 24 giờ một ngày, trừ lúc ngủ, chúng tôi đều làm việc bên nhau. Khó khăn của các bạn cũng là của chúng tôi. Cả một tập thể Xô Viết cùng nỗ lực vì một mục tiêu chung. Mặc dù được lựa chọn kỹ từ nhà, những chàng Nga chúng tôi cũng không quen với điều kiện rừng rậm như thế. Sốt rét, sốt vàng da, tiêu chảy, có lúc một nửa tiểu đoàn mất sức chiến đấu, sụt cân, mất nước. Bệnh viện hữu nghị Việt Xô thì xa đến 800 km, người ta chở đến clo và nước ozone tới và đi. Còn chính các bạn Việt Nam chữa trị và nuôi an cho chúng tôi. Tôi cũng hai lần bị sốt rét và sốt vàng da. Cuối cùng, nửa tiểu đoàn không trụ nổi, được đưa về nước sớm, nửa còn lại ở tới năm thứ hai. Câu chuyện dường như chỉ toàn những hồi ức ấm áp, trừ có một chuyện này. Hồi đó, sĩ quan Nga có tiêu chuẩn ăn riêng, đồng đội Việt Nam ăn riêng và họ rõ ràng là rất đói. Trong gia đình của đại tá Nedosekin, một cô gái 18 tuổi, chị Bình, đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, vui tươi, lạc quan, đoan trang và nhân hậu. Đến khi về nước, chúng tôi có một tháng rưỡi chờ máy bay vì đúng phải mùa mưa bão. Khi chúng tôi từ khách sạn ra sân bay Nội Bài, mới biết các cô gái, trong đó có Bình và các đồng đội tiểu đoàn 2, đã chờ chúng tôi ở đó cũng đã một tháng rưỡi rồi. Họ mang quà lưu niệm và mang nhiều đồ ăn để cho chúng tôi ăn một bữa chia tay. Hệt như hồi họ đã nuôi chúng tôi ở Đồng Hới vậy. Trong gia đình của đại tá Nedosekin, ba thế hệ đều là lính xe tăng. Ông nội mất tích trong trận đánh cuối cùng vào Berlin năm 1945.
Khi Liên Xô tan vỡ, ba tiểu đoàn sửa chữa xe tăng chuyển về Ukraine và Belarus, hai quốc gia độc lập. Đại tá Nedosikin không còn gặp lại đồng ngũ của mình nếu không nhờ Internet. Nhưng để gặp lại những đồng đội Việt Nam, cũng qua mạng, ông tìm được một quân nhân Việt Nam từng học trường tăng Manilovsky tại Moscow và chính nhờ đại tá Nguyễn Văn Luận mà Như Chê của cuộc Chile biết câu chuyện của ông. Chia tay với phóng viên truyền hình Việt Nam tại Nga, đại tá Nedosikin chia sẻ niềm bức ao được biết tin tức về những đồng đội một thời gian khổ và thân mến của 31 năm trước. Và ông cầu mong hòa bình, miễn sao không có những điểm nóng khiến thanh niên phải cầm vũ khí như lứa chúng tôi. Vâng, rất tiếc là đại tá Nguyễn Văn Luận thì hôm nay không có mặt được ở đây. Chú Luận vốn là học trường tăng Malinovsky ở Moscow và 40 năm thì chú gắn bó với Học viện Kỹ thuật Quân sự, cả gia đình đều mặc áo lính. Xin chào chú Luận và gia đình. Cháu tin chắc là cô chú lúc này đang ngồi bên cạnh màn hình và xem chương trình này trên VTV1 hoặc VTV4. Và lúc này thì ở Moscow, Vladimir Vitalievich Nedosikin cũng đang rất là nóng ruột đấy ạ. Bởi vì là chương trình cũng được phát trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online, cho nên là chắc chắn là ông cũng đang ngồi cạnh cái màn hình vi tính mà chúng ta vừa mới xem lúc nãy và xem chương trình này. Chú Luận đã làm nhiều việc đến nỗi bọn cháu chỉ cần phải làm thêm một chút nữa thôi. Và có nhờ anh Tân Lâm về Đồng Hới Quảng Bình để hôm nay ông Nedosikin nhìn thấy những người bạn của mình. Nếu quay ngược thời gian về 31 năm trước thì đây còn là vùng rừng rậm, hơi tách biệt. Còn những con người này đều đang sung sức trẻ trung. Vị giám đốc nhà máy Z-171 mà đại tá Nedosikin thường nhớ là ông Võ Đình Xuyên, quê Quảng Nam, tham gia quân giới từ thời chống Pháp. Năm 1990, ông về hưu nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với vùng đất này. Ông nhớ rõ nhiều sĩ quan chuyên gia, trong đó có trung đội trưởng Nedosikin. Chị Bình nay là hội trưởng phụ nữ phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Không lâu sau thời gian nấu ăn cho chuyên gia Liên Xô, chị sang Nga lao động mấy năm, nhưng không lần nào tìm gặp những người bạn cũ, vì cứ nghĩ tiểu đoàn của họ chỉ đóng ở Ukraine. Trung đội trưởng Thành, người thế vai chuyên môn cho trung đội trưởng Nedosikin thì tiếp tục binh nghiệp đến giờ. Hiện ông là bí thư đảng ủy của CK3, quân khu 4. Anh Hoàng Mạnh Hổ, theo tiểu đoàn sửa chữa của quân đội Xô Viết suốt thời gian đó, từ Đồng Hới tới Thái Nguyên. Anh tại ngũ đến năm 93 thì về hưu, nay là phó giám đốc taxi Mai Linh Quảng Bình. Những gương mặt trong những tấm hình lưu niệm mới trẻ trung sao, và những ký ức được gợi lại thật trong trẻo lung linh. Nhà máy Z-171 nằm sát cung đường Hồ Chí Minh, lúc đó còn là rừng rậm, nay đã trở nên một phường của thành phố Đồng Hới. Cổng to quân đội nhân dân Việt Nam. Trước đây là ở đây là cái nhà máy Z-171, trong quân đội Xô Viết có sang đây làm việc, tiểu đoàn 2, do đồng chí trung tá Slebukhin làm tiểu đoàn trưởng. Tất cả tiểu đoàn có trên 200 quân. Thôi cái nhà này là sĩ quán ở này. Đây là nhà sĩ quán ở đấy. Nhà này là nhà sĩ quán ở con phía đằng sau. Là con ơi, đến khi nữa tôi đi. Cái cây này hồi xưa là nhỏ, là mấy chiều miên to hết chứ này. Các đồng chí giúp cho quân đội nhân dân Việt Nam là để tôi xe tăng, vũ khí và vũ khí nhỏ. Thời đó là xa cái chiến tranh giải phóng đất nước á. Thì quân đội ta đánh miền Nam thì vũ khí nó cũng hỏng nhiều, xe cộ cũng hỏng cũng nhiều, xe tăng nhất là xe tăng. Thì lúc đó chúng tôi cũng rất trẻ mà, người lớn nhất ở sĩ quan thì khoảng 40 tuổi là ông tiểu đoàn trưởng, còn sĩ quan thì khoảng hơn tôi khoảng vài ba tuổi thôi. Tôi xem đó những là như là người anh người em trong gia đình và cũng thường xuyên phải quan tâm đến họ.
giống như người trong gia đình này thôi. Cái khí hậu khắc nghiệt, do đó là cũng nhiều bộ đội Liên Xô đau và cũng những có những bệnh bất thường và lây nhiễm. Trong chỉ có một tuần thôi, có thể là lây nhiễm đến khoảng mấy chục người bị lây. Cho nên khi chúng tôi phải là bảo vệ đời sống của là các đồng chí chuyên gia Liên Xô. Thì thời gian không dài nhưng mà để cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Nhưng vì cái điều kiện để gặp là những người bạn thì rất là khó. Nếu như chúng tôi được gặp á, gặp lại thì cũng rất là cảm ơn Đài Truyền hình. Chúc cho các đồng đội đã cùng phục vụ tại Đồng Hới hòa bình và sức khỏe, và hãy nuôi dưỡng một chút hy vọng về ngày chúng ta gặp lại nhau. Nếu được như vậy thì thật tuyệt vời. Sẽ có bao nhiêu là chuyện để cùng nhớ lại, bao nhiêu chuyện để chia sẻ với nhau. Năm tháng tuổi trẻ của chúng ta mới đúng đắn làm sao chúng ta kết bạn, giúp đỡ lẫn nhau, tạo cho nhau sức mạnh. Đó là những điều quý giá nhất mà nhờ chúng cuộc đời thật đáng sống. Nghi trẻ của cuộc chia ly cũng đang cố gắng để mà xin được một khoản tài trợ nhỏ nhỏ nào đó để có thể mời vợ chồng của đại tá Nedosikin sang đây để gặp những người đồng đội cũ của 31 năm về trước. Họ bây giờ đang ở Đồng Hới, đang ở Quảng Trị, đang ở Thái Nguyên, và gặp lại một người bạn thân mà chưa bao giờ biết mặt, đó là đại tá Nguyễn Văn Luận. Tình đồng đội thì tôi tự hào xin được giới thiệu. Ở đây có rất nhiều cựu chiến binh của tiểu đoàn 1, trung đoàn 812 anh hùng, sư 309 anh hùng. Các anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh và nhân cái cuộc đoàn tụ này, bọn em muốn mời các anh đến để mà chia sẻ cái niềm vui của những người đồng đội gặp lại nhau. Nhân đây thì em cũng xin hỏi chuyện các anh. Các anh cũng đang đi tìm đồng đội đúng không ạ? Vâng. Bức thư này được đồng đội thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 812 anh hùng, sư đoàn 309 anh hùng tìm anh nuôi Hoàng Ngọc Đôi hay Nguyễn Ngọc Đôi, người dân tộc Nùng quê ở Cao Bằng. Không có ảnh của người cần tìm là anh Đôi thì đồng đội đã gửi ảnh của các anh ấy. Anh Đôi hiện đang ở đâu? Có thể anh ở Tây Nguyên. Nếu thế thì anh cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Anh Đôi nghe nhé. Anh Đôi ơi, tôi xạ thủ Đại Liên Nguyễn Văn Thạnh, tiểu đội trưởng tiểu đội Đại Liên đây. Anh có nhớ tôi không? Tôi cao 1m78, mà giờ chỉ còn có 1m, thương binh 1/4. Tiểu đội tôi bây giờ chỉ... Một tháng về trước thì bọn em đã đưa ra thông báo này. Đúng rồi. Rất nhiều người xúc động về lá thư của các anh. Nhân là các anh đến đây thì em cũng muốn xin thông báo lại lần nữa. Đồng chí Đôi thì là tôi là đại trưởng của đồng chí Đôi. Đồng chí quê ở Cao Bằng kìa. Chúng tôi tìm lâu lắm không thấy được. Cái kỷ niệm đồng chí Đôi đơn vị thì đồng chí có hai có cái đặc điểm mà tôi nhớ nhất. Đồng chí đã tự nghiên cứu ra cơm thừa của bộ đội mà không có cái heo lợn gà gì cả. Xong bắt đầu phơi khô ra rồi là làm nước khô cho bộ đội đi truy quét, mà chúng tôi đi truy quét không được mang cơm, không được nấu nướng đâu. Cho mang như vậy 5-7 ngày, từ 5 đến 7 ngày đi trên đường. Trên đường thì có bữa đầu tiên 1-2 năm cấp phát, năm cấp phát gọi là cấp phát đấy. Còn từ bữa từ ngày thứ hai trở đi là đều ấy cả, đều dùng nước khô hết. Thì hôm nướng khô, hôm thì gạo sấy, hôm thì cơm khô hoặc gạo rang. Đấy thì thay nhau như thế. Và có một cái gọi là bồi dưỡng là cái cơm rượu đó là như thế nào ạ? Từ sự tôi với anh Đôi thì đã gắn bó với nhau từ năm 78. Tới năm 80 là tại từ lần nghĩa là biên giới Việt Nam Campuchia rồi sang Campuchia Thái Lan, thì tôi với anh Đôi là tôi xạ thủ Đại Liên là trực cùng là trực thuộc đại đội, do anh Trúc làm đại trưởng,
Nhưng mà đối với anh Đôi, tôi không, ngay giờ phút này tôi không hiểu ảnh đi kiếm đâu ra một cái men mà để anh sản xuất được cơm rượu. Vì vì cái đơn vị tôi đóng quân là khoảng 3 năm trời không thấy mặt một người dân, mà không hiểu làm sao. Em còn nhớ là trong thư của các anh thì các anh còn nói rằng là nếu mà gặp anh Đôi bây giờ thì các anh sẽ tổ chức một cuộc thi gọi là vừa chạy bộ vừa nấu cơm, đúng không ạ? Vâng. Hôm nay là cái đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ đi chốt đông người. Để chốt đông người cả tiểu đoàn các không em có đại đội đâu. Lệnh chốt đường rồi. Cơm chưa chín. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ như vậy là đồng chí bảo phải anh kiên trì. Anh kiên trì em sẽ có trách nhiệm. Thế đồng chí như vậy là cái song con dụng nó to lắm, nhưng mà nhỏ đâu. Thế là vừa đi, thế là ông chí nghiên cứu ra cái thùng phi. Vì úp để cái song con dụng vào, xong vào ở đây. Cho không đốt củi, cho hết than ở dưới đít. Hết than ở dưới đít, thế nào bắt đầu như vậy đổ chăn lên. Vâng, khanh đi. Tức là vừa chạy vừa nấu. Vâng, vừa chạy vừa nấu, vừa gạo vừa thổi, biết là sao. Xong rồi nó lại con thế này, khi chốt ấy, cho chốt rồi, anh nhiệm vụ của nuôi quân mà. Anh phải phát cơm cho bộ đội từng chốt một. Tôi mỗi chốt 2 nắm, bữa trưa 1 nắm, bữa tối 1 nắm. Ngày nào cũng thế đó. Tối anh phải tiếp nước lên 4 ngày cơ. Tưởng như là anh nuôi là đơn không giản, phải đơn mà giản anh nuôi lại quan trọng nhất. Không phải đơn giản đâu. À, em chỉ có thắc mắc một chút là trong rất nhiều cái kỷ niệm đấy, các anh nhớ cũng rất là nhiều luôn. À, chỉ có một cái tên của anh Đôi thôi ạ. Thì mỗi anh lại nhớ. Vâng, tôi chính xác là tôi không nhớ nhầm ấy, là từ Nguyễn Văn Đôi. Nguyễn Văn Đôi. Vâng. Nguyễn Văn Đôi. Theo tôi lại tại vì anh Đôi là người dân tộc thì không thể họ Nguyễn được. Tôi theo cái suy luận và suy diễn của tôi nói như vậy. Dạ. Cô. Bây giờ nếu mà thông báo tìm anh Đôi thì em sẽ phải thông báo thế nào ạ? Em sẽ thông báo là tìm anh nuôi Nguyễn Văn Đôi. À đúng rồi, chị Giang. Ông biết không, tôi như vậy là riêng ông nhà tôi là 24 lá thư để cho các bạn. Anh ngồi xuống đây. Tôi chẳng bị nhiệt chứ, chết chảy xuống. Ngồi đây. Cảm ơn cô tôi rất là. Dạ, không có gì. Đó, ông đi 74, rất vất ông phải làm chế độ 142. Nhá, hai nữa là ông vừa về sẽ đăng kiểm chứng minh, trước phát bảo kiểm chứng minh. Anh thử nhé. Trong đó tôi nhờ như vậy là đến mỗi là cái cái cháu Điệp ấy, nó ở Thương Minh Xã Hội nó cung cấp cho tôi là cái đồng chí Nguyễn Văn Làng đại đội, cái team đồng chí Làng cũng không ra đồng chí. Nhưng anh có biết tôi mới chơi thân nhau lắm. Dạ. Đấy, tôi Làng chết rồi mà đến huyện Phục Hòa có đồng chí cao chính trị viên huyện đội huyện Phục Hòa đồng chí phải nó rất nhiệt tình để tôi tìm. Nhưng anh có biết bây giờ anh Đôi đang ở đâu không đã? Chịu anh đoàn đi ạ. Anh Đôi. Chịu về. Khổ lắm. Bây giờ biết ở đây thôi. Anh Đôi đi kinh tế mới từ năm 1990. Còn năm 85 thì anh Đôi đã mất sạch giấy tờ bởi vì là có một cái xung đột biên giới và làng thì bị cháy, mất hết giấy tờ. Bây giờ anh không có một cái gì liên quan đến cựu chiến binh hết nữa, làm sao anh tìm được? Cái giấy tờ nghiêng vấn đề cái xác định đồng chị ạ. Ông ở đơn vị của tôi làm được, cái đó làm được. Đấy, bởi vì giấy tờ của mình rất đầy đủ. Công việc. Đấy, không có đầy đủ không sao chuyện đó. Công việc anh Đôi làm đấy. Tặng các anh đấy. Sẽ cố gắng giúp đỡ mọi cách. Thế bây giờ đang ở đâu? Bây giờ đang ở Tây Nguyên, Đắk Lắk đấy. Đang ở huyện nào? Huyện Buôn Đôn. Ồ. Tận Buôn Đôn. Ừ. Chắc chắn là anh mà tìm được không có chương trình này. Đúng thật sự, chúng cảm ơn chương trình này. Dạ, nhưng mà... Chịu. Nhớ không? Nhớ ông này không? Ông đã đại trưởng trước không? Đại trưởng trước tao không? Em nhớ bằng đồ 8. Khắp Đắk Lắk tìm bằng đồ 8. Ở đồ 8 bằng đại trưởng đồ 8.
ở đâu đó. Đây nhớ đây không, là sạc thủ B10 đây, thằng nhớ đây không? Cùi giòn hao nhớ không? Đây là Huỳnh Tấn Phát, đại đội mình đây. Đấy. Quang đây, Quang của nơi ở núi Quân Mẹ này. Đây, Quang của núi đây, Quang học đây. Quang học đây. Đấy. Học sơ ba luôn. Đội của mình. Đây qua mà nhớ mỗi giờ như này không được. Anh tôi có một món quà rất là đặc biệt, là món quà mà ở trong gia đình dệt tay người bố tặng cho người con, và vì là quý các anh cho nên là muốn tặng lại các anh những cái khăn. Tặng cho anh là đứa trước ạ. Còn là em tin chắc là các anh rồi cũng sẽ có tổ chức một chuyến lên Đắk Lắk đúng không nào? Vâng. Bây giờ nhớ nào? Nhớ không? Cái gì nào? Rồi. Anh có nhớ tổ chức không? Đúng, đúng đấy, đúng quản lý đấy. Anh Tân Dũng quản lý đại đội. Mình sẽ giao lại cho các bạn. Đưa lại cho bố nhé. Để mà bố chuẩn bị đón các chú lên trên Đắk Lắk thăm chứ đúng không? Bao giờ các anh lên Đắk Lắk thì em cho em đi theo anh nhé. Vâng. Xin chúc mừng các anh ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Như Chị Hề Có Cuộc Chia Ly. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp đến các nhà truyền hình cả nước trên kênh VTV1. Kiều bào ta đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời trên Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tuổitre.vn. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ theo dõi những câu chuyện ly tán sau đây để mong quý vị và các bạn giúp đỡ cho các gia đình được đoàn tụ. Mời quý vị cùng theo dõi. Bà Nguyễn Thị Hồng trong ảnh một mình lưu lạc từ năm 1945, mong tìm về quê hương ruột thịt. Năm 1945, bà 9 tuổi, bà theo một thầy giáo tên là Thủy lên Cao Bằng. Nhưng một thời gian thì thất lạc luôn cả thầy Thủy. Bà đi lang thang cho đến Hòa Bình và sống ở đó cho đến nay. Lúc rời quê hương, bà chỉ nhớ gia đình bà sống gần một nhà máy dệt khăn mùi xoa. Nhà có 6 anh chị em, 2 trai, 4 gái. Bà tên là Hồng, nhưng thường được gọi là gái to hoặc gái con. Bức ảnh này chụp cách đây đã 55 năm, cậu bé trong ảnh sang Pháp trong diện con lai Phôi Phi. Tên cậu là Nguyễn Văn Trọng, sau đổi thành Jean Batanh. Người mẹ, bà Nguyễn Thị Nghiêu, sống tại Thạnh Mỹ Tây, Gia Định. Ông Trọng khi đó sống với mẹ và một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Nguyễn Văn Thành, cho đến khi ông được mẹ giao cho Phôi Phi nuôi dưỡng. Rồi bà Nghiêu mất năm 1949. Sau khi sang Pháp năm 1955, ông Trọng, tức Jean Batanh, còn thư từ với anh là ông Nguyễn Văn Thành và chị dâu là bà Nguyễn Thị Liên cùng một người bác vốn là một vận động viên có tiếng của Sài Gòn. Sau năm 1975, không còn liên hệ được nữa. Ông Lê Joseph, sinh năm 1941, tìm người em ruột của mình là ông Lê Robert, sinh năm 1945, tại Gia Định. Cha là Lê Antoine, người Pháp, và mẹ là bà Trần Thị Tư, quê ở Tiên Nôn, Thừa Thiên. Nghe nói, người mẹ có một hãng xích lô lớn. Những năm 50 của thế kỷ trước, ông Joseph theo cha vào Sài Gòn, rồi sang Pháp năm 1956, còn ông Robert ở Thừa Thiên với mẹ. Từ đó đến nay đã 55 năm, ông Joseph nhiều lần về Việt Nam tìm em mà không gặp. Ông Nguyễn Hồng, sinh năm 1945, tìm bà Hồ Thị Ánh và một người con chung. Ông Hồng quê ở Thanh Hóa, năm 1973 là phó trạm giao liên tại chiến khu B, Suối Ràng, xã Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, ông gặp bà Hồ Thị Ánh, người gốc Hoa, sống tại Krachie, Campuchia. Khi sắp có đứa con đầu lòng, bà Hồ Thị Ánh trở về Krachie với gia đình.
ông Hồng ở lại công tác tiếp cho đến năm 1976, ông sang Campuchia tìm vợ con, thì được biết bà Ánh và con đã về Việt Nam sống tại Chợ Lớn. Bức hình này chụp tại Sài Gòn cách đây 40 năm là hình của anh Nguyễn Thanh Hùng, nay đi tìm cha Nguyễn Thanh Danh. Ông Danh sinh năm 1943, quê Cần Thơ, kết hôn với bà Nguyễn Thị Hạnh, còn gọi là Hạnh, và sinh được ba người con. Thanh Hằng, còn gọi là bé, Thanh Hùng, tức Tèo, và Thanh Hải, tức Tèo Em. Khi Tèo Em mới được 1 tháng tuổi thì cha mẹ chia tay nhau. Đó là vào năm 1971. Bà Hạnh đưa các con đi nhiều nơi, đổi tên nên ông Thanh Danh chắc đã không thể tìm lại các con. Người trong ảnh là anh Đặng Hữu Toàn, năm nay 39 tuổi, rời gia đình và cơ quan vào mùa xuân năm 1996. Quê anh Toàn ở Vũ Thư, Thái Bình, từng học ngành cơ điện tại Hà Nội. Anh có các em Thanh Hường, Huyền, Hoài, Hảo. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Mị, hiện nay đã lên Hà Nội sống và đi tìm anh khắp nơi. Một người con khác cũng bỏ nhà đi là anh Trần Tuấn Đức, sinh năm 1965. Anh Đức là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con, sống tại Hàng Dày, Hà Nội. Anh từng là nhân viên cửa hàng xăng dầu 12 Hàng 4, cho đến tháng 5 năm 1993 thì anh bỏ đi. Nay, mẹ anh là bà Đoàn Thị Hồng nhắn, mẹ đã trả hết nợ cho anh và mong anh sớm trở về. Người phụ nữ trong ảnh tha thiết mong gặp mẹ đẻ của mình. Chị Thùy được sinh ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 1977 tại Bệnh viện Bạch Mai. Được 2 ngày, mẹ đẻ của chị đã bỏ đi, không để lại dấu vết gì. Giờ chị Thùy đã có gia đình hạnh phúc, có con. Chị tin rằng mẹ chị phải có lý do gì đó rất đau lòng khi phải xa đứa con sơ sinh. Chị mong được gặp lại và được phụng dưỡng người mang nặng đẻ đau ra mình. Thưa quý vị, và đội tìm kiếm Sài Gòn Buổi Sáng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những trường hợp trên. Tuy nhiên là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ phía quý vị và các bạn. Hãy gọi về cho chúng tôi tổng đài là 0862647777. Xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là những thông báo tìm kiếm ngay tại trường quay S8 lúc này. Đó là trường hợp của chị Vũ Ngọc Mai, năm 56 tuổi thì chị đã thất lạc gia đình. Xin mời chị Mai ạ. Em nhớ hồi đó em tên là Võ Thị Ngọc Mai. Em sống với lại bà ngoại với hai dì. Em còn nhớ dì em tên là Phụng và Lon. Mà dì Lon là Út, mà hồi đó em nhớ còn mặc áo dài trắng đi học nữa. Sau mẹ em về rước em đi thì bà ngoại mới kêu dì Phụng là chèo ghe đó, dắt em trốn đi. Không biết ở nhà mẹ với ngoại nói gì đó, sao ngoại dắt em đi, kêu dì Phụng dắt em về và đi theo mẹ. Từ mà em nhớ em, quê em là ở Cần Giuộc, Long An. Đi theo mẹ với ba về Phan Thiết thăm ông nội. Rồi sau đó được chi quét gì đó, em với ba với mẹ em vào trại nuôi người già tàn tật số 4, và nay đổi là trung tâm bảo trợ Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Năm đó thì chị Mai bao nhiêu tuổi ạ? Năm đó thì em nhớ cỡ 5-6 tuổi gì đó. Rồi năm 85 hay sao đó, ba em bỏ ra ngoài trước. Sau đó mẹ em cũng bỏ đi. Nhưng mà trước khi đi á, có kêu em đi theo, nhưng mà chắc em hồi nhỏ em ham vui, em không chịu đi. Cái sáng mai em nghe mấy cô giữ em nói là mẹ em đi rồi. Rồi từ đó là em thất lạc mẹ em. Đến năm 90 thì bà Vũ Thị Vinh có xin em về làm con nuôi và đặt tên em là Vũ Ngọc Mai, ngày là 30 tháng 4 năm 1981. Thưa quý vị, như vậy chị Võ Thị Ngọc Mai tìm cha là Võ Văn Dân, có lòng bàn chân là bị tật, và tìm mẹ là Thủy, hay còn gọi là bà Thủy Sa Mưa, và quê ở Cần Giuộc, có dì Phụng và dì Loan. Và nếu như quý vị và các bạn biết thông tin của chị Mai, xin hãy gọi điện thoại với chúng tôi theo số điện thoại là 0862647777. Xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Tiếp theo là trường hợp của anh Lê Minh Hùng, đã cùng với các con từ Bình Phước tới đây. Anh Hùng, xin anh hãy kể về trường hợp của mình ạ. Tên tôi là tên thật là tên Đào Chí Thượng,
là do cha mẹ ruột đặt ra. Giờ tìm cha là Đào Kim Thùy, mẹ là Nguyễn Thị Nghi, anh trai đầu là Đào Thế Linh, đến em trai nữa là Đào Xuân Thủy, và các em gái là Đào Thị Tuyết Mai và Đào Thị Anh Đào và Đào Thị Hạnh. Thì mong em tìm anh và anh tìm các em, là mong có ngày gặp lại các em. Anh thức lại cho đến thì năm đó anh bao nhiêu tuổi ạ? Đó khoảng chừng 12, 13 tuổi. Mà đi lo xe trong từ Nha Trang, Sài Gòn ấy. Thì có đợt đó là chi quét ngày lễ 2 tháng 9 đó, là chi quét bắt về đưa vô ở Cô Nhi Gò Vấp á. Thì thôi một, ở đó mấy năm sau trốn ra, bắt đầu là mới đi làm thuê, làm mướn, rồi lưu lạc về sông Bé, đồ là làm cao su. Rồi lập gia đình tới đến nay, bắt đầu là ổn định cuộc sống thì mới tìm lại anh và các em. Thưa quý vị, anh Hùng tên thật là Đào Chí Thượng, tìm anh là Đào Thế Linh và các em là Xuân Thủy, Tuyết Mai, Anh Đào và Đào Thị Hạnh. Trước đây từng sống tại Nha Trang và sau đó thì đã tứ tán sau cái chết của mẹ mình. Và rất mong quý vị và các bạn hãy gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0862647777. Chúng tôi xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Thưa quý vị khán giả, nhiều khán giả vẫn gặp chúng tôi và hỏi rằng là công việc tìm kiếm của Như Chị Hề của Chia Ly dựa vào một số thông tin rất là ít ỏi mà lại quá nhiều những trường hợp đề nghị chúng tôi giúp đỡ. Vậy thì khác nào là mò kim đáy bể? Quả thực là trong rất nhiều trường hợp thì chúng tôi cũng không biết là làm thế nào mà cuối cùng lại tìm được. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều cách. Với một số hồ sơ chừng độ 10% lượng hồ sơ gửi đến cho chúng tôi mà có lấy một cái địa danh nào đó cộng với lại một số cái tên thì chắc chắn là chúng tôi sẽ coi đó là điểm xuất phát. Và từ đó thì sẽ bắt đầu tiến hành những cuộc tìm kiếm của mình. Và tìm kiếm như thế nào? Để cho quý vị dễ hình dung hơn thì chúng tôi sẽ mời quý vị tham gia vào một cái chuyến hành trình với nhiều cuộc tìm kiếm tới Nha Trang, Khánh Hòa. 10% số hồ sơ có một địa danh cùng một vài cái tên, thời gian chia ly chưa quá dài, trước tiên được chúng tôi liệt vào dạng dễ xử lý. Dù là dễ như thế, người đang tìm cũng đã tự đi tìm rồi, đến tận nơi, mà vẫn như mò kim đáy bể. Chúng tôi cũng sẽ lần tìm theo cách đó trước tiên, nếu như không có sự hỗ trợ nhiệt tình của những người quản lý căn cước và chứng minh nhân dân. May mắn thì tra cứu sẽ có kết quả, nếu không thì sẽ xoay cách khác. Hello, xin chào anh Bẩn. Em là chào em. Chương trình chia ly em có một cái trường hợp nữa muốn nhờ anh tìm kiếm á. Ghi lại thế nha. Dạ. Trường hợp có mặt gia đình. Cha là tên là Đào Kim Thùy, sinh năm 1940. Vợ tên Nguyễn Thị Nghi. Con là Đào Thế Linh, Đào Xuân Thùy, Đào Thị Tuyết Mai, Đào Thị Anh Đào, Đào Thị Hạnh. Địa chỉ là 66 Thủ Khoa Huân, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Giờ cái thông tin thì em đưa ra thì cũng có rồi. Nhưng mà đỡ có cơ sở anh phân công anh em rồi đi làm á. Cho nên em nói với chỗ chị Thu Huyền cho anh xin một cái công văn và cái phiếu yêu cầu tra cứu hồ sơ á. Dạ, rồi, em sẽ gửi cái công văn lên anh đi. Rồi, cảm ơn, chào em ha. Quý vị khán giả cũng như là anh Hùng, chắc là anh đã nhận ra là trường hợp mà chương trình đang tìm kiếm là ai rồi đúng không ạ? Đó là MS4448 Đào Chí Thượng tìm gia đình. Đó là trường hợp của anh. Anh Thượng đã về Nha Trang và tìm lại ở cái địa điểm là 66 Thủ Khoa Hơn mà hồi xưa anh đã từng ở đó. Dạ. Yeah. Anh đi tìm thì như thế nào? Ở đó ra đi từ cái căn hộ đó là của nghe nó là mẹ kể lại là nó là ở cái nhà đó là bà cô cho ở. Anh đến đấy thì anh còn gặp ai quen nữa hay không? Không, lúc còn nhỏ lắm mà chỉ ở gia đình thôi chứ không có quen ai ở hàng xóm. Và quay trở lại đấy thì cũng không còn không tìm được dấu vết gì nữa đúng không? Không tìm được dấu vết. Dạ. Thường thì thế ạ, nếu mà có một cái địa điểm ấy thì là thường chúng tôi sẽ tìm cách xác minh cái địa điểm ấy đầu tiên.
song song với nhiều cái biện pháp khác nữa. Nhưng mà trong rất rất nhiều lần ấy thì các công an ở địa phương cũng như là các cán bộ của Lao động Thương binh Xã hội hay là các cán bộ của Ủy ban Nhân dân các địa phương và nhất là các tình nguyện viên thì thường giúp chúng tôi cái công việc xác minh ban đầu như vậy. Đề nghị các đồng chí chỉ đạo thêm 1-2 đồng chí công an các địa phương. Đây là những cái chương trình nhân đạo và có cái tầm ảnh hưởng đối với lực lượng công an dân và cũng đang trong thời gian thực hiện cuộc vận động công an nhân dân vì nước quân thân vì dân phục vụ thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ cho chương trình nhiều hơn nữa. Chú ông chị Khánh á thì nên xuống ở tại địa chỉ 66 Thủ Phong và ông chị Điền á thì liên hệ với chỗ đội chứng minh đã tra cứu trong cái hồ sơ tàng thư chứng minh của mình thì những người này đã làm giấy chứng minh chưa? Đó. Chú ông chị Viễn á và đồng chí Quang xuống dưới phòng BV27 yêu cầu tìm kiếm xem là trong lưu trữ dưới hồ sơ căn cước của công dân thì có tên của những người này hay không? Đó. Đó. Tức là nếu như tất cả những người dân mà có thường trú đây thì đều tập trung vào cái trong cái tàng thư căn cước công dân. Và cái việc thứ hai nữa là nếu như mà những người mà từ 14 tuổi trở lên mà có làm chứng minh thì chắc chắn rằng là có lưu trong cái hồ sơ của cái cơ sở dữ liệu làm chứng minh. Đào Thế Linh. Không có. Đào Xuân Thủy. Không có. Đào Thị Tuyết Mai. Không có. Đào Thị Hạnh. Không có. Hồi xưa là nhà của ông Thông là ông Thông gì á. Hồi xưa xong rồi bán cho 20 người cán bộ mới bán lại cho gia đình này. Dạ trước, dạ không, dạ đúng rồi. Đấy, chúng tôi đã rất là quen với những cái sự thất vọng nhỏ nhỏ như thế này và anh thấy đây là một cánh cửa mở ra đôi khi nó lại khép lại. Chúng tôi đã cùng với rất là nhiều người đi tìm để mong mà báo tin vui cho anh nhưng mà bây giờ vẫn chưa thành. Chúng tôi chỉ có thể hứa được là nếu mà có một cái tin gì về gia đình của anh thì nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại với anh ngay. Anh đồng ý chứ ạ? Với hơn 1.000 hồ sơ tìm kiếm thân nhân được xử lý đồng thời, đội tìm kiếm Sài Gòn buổi sáng của chúng tôi luôn bình tĩnh đối diện với bế tắc. Chúng tôi tự nhắc nhủ nhau rằng, hãy như chiếc xe đồ chơi của trẻ em, húc vào tường là lập tức tự bật ra, xoay hướng khác. Có những thông tin về Chile gắn liền với một địa danh hẳn hoi, chúng tôi vẫn tiến hành loại suy trước mà chưa cần đến tận nơi vội. Tuy nhiên, có một vài trường hợp sau khi khoanh vùng, thấy phấn chấn quá, chúng tôi tranh thủ đi tìm tại địa bàn luôn. Những thông tin về một trẻ lạc nhà là anh Nguyễn Thanh Trung đã dẫn chúng tôi đến đây. Anh nhớ khi thất lạc anh chừng 6-7 tuổi, tên là Hưng. Ba anh là ông Ấn, làm lao công. Mẹ là bà Bẻo, đổ nước uống tại chợ Đầm, Nha Trang. Chi tiết giúp chúng tôi nhanh chóng khoanh vùng là... Anh nhớ nhà gần một nhà thờ đá, có cây đa to, ở gần một nhà máy nước đá và cách không xa có một ngôi chùa có tượng Phật ngồi mà mẹ anh đã gửi anh vào nhờ các sư nuôi giúp trước khi anh đi làm. Sau cũng kể thêm chi tiết là nhà anh có một người chị mà anh không nhớ tên, gần nhà có một cái hàng dừa. Đội viên tìm kiếm Đỗ Minh Hoàng đã nhanh chóng khoanh vùng được khu vực này. Chùa Long Sơn, nhà thờ núi và trước kia có nhà máy nước đá Phương Mai. Tam giác này bao quanh một khu dân cư dạng xóm nghèo có từ lâu lắm rồi. Có người có cửa từ chỗ kia mở nhé. Đây là
cái mối đây là hầu như không bao giờ, mà dưới kia cũng không bao giờ luôn. Dạ vâng. À chú ơi, chú có biết ở đây hồi xưa có ông Ấn bà Bèo? Ấn bà Bèo? Dạ. Ông là đông sở Mỹ, làm công đông sở Mỹ ấy chú. Ông bà là đổ nước trên đồng. Nước trà hả? Trà, cái này thì chắc là lẽ phải hỏi những người hào lão ở đây là ta mới biết rõ. Dạ. Thôi bây giờ tôi dẫn cô xuống đây. Dạ. Xuống nhà anh này. Dạ. Chúng tôi đã tìm gặp và hỏi han trên 10 người cao tuổi sống ở đây từ trước năm 1965. Cậu là cao tuổi trước ở đây, chắc là cậu biết để em chịu em. Nhớ là được rồi. Dạ. Chiều, năm nay tôi 89 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ để cháu vô cho hỏi bác bí sử coi. Tìm được một người phụ nữ trước từng đổ nước ở chợ Đầm những năm 60-70. Bà tao năm nay 79 tuổi. Còn một bà là sạch ở đây đâu mất. Sạch nước uống. Ba có ba đội ngôi vậy mà chết rồi. Tên là bà gì ạ? Dạ ba nữa là kêu bà ba. Bà ba. Bà ba chết lâu rồi ạ. Nhà bà có con không cô? Dạ. Nhà bà có con không? Có đứa con nuôi, vì đứa con ruột mà. Đứa con ruột ở đâu rồi? Con nữa đứa con nuôi ở dưới thôi. Bây giờ bà nhiều tuổi hơn. À bà nhiều tuổi hơn. Bà tao khẳng định chỉ có hai người đi đổ nước ở chợ Đầm thời đó. Nhà của bà ba cách đó không xa, và chúng tôi đã gặp được người con nuôi của bà. Để mà có chồng làm sở Mỹ. Ông đi công. Ông làm sao làm công ở sở Mỹ? Dạ ông ba em thì ông xưa mới làm sở Mỹ. À. Chồng của bà ba cũng làm lao công sở Mỹ, nhưng không phải tên là ông Ấn. Sư có một cái trường của các sơ dạy ở trong cái khu nhà mình đây, là ở chỗ nào chị biết không? Vinh Sơn. Vinh Sơn đúng rồi. Chị học ở đó. Cái lúc mà chị được ba má nhận. Ba má nuôi đều đã mất. Tuy nhiên chị nói, trước năm 1975, cả xóm chỉ có chỗ này trước cửa nhà chị có một vài gốc dừa. Chưa gặp một ai biết ông Ấn bà Bèo. Một buổi chiều tìm kiếm không được như mong muốn, chúng tôi tạm dừng tại đây với một thông tin. Trước kia, ở vị trí rạp hát trên đường Huỳnh Thúc Kháng này, có một hàng dừa và một bầu nước. Thưa quý vị, có mặt trong trường quay lúc này là anh Nguyễn Thanh Trung từ Bình Định mới vào. Anh chính là người con trai tên là Hưng tìm kiếm cha mẹ tên là ông Ấn và bà Bảo mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị. Xin được chào anh Trung. À, anh Trung thân mến, là cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã tìm kiếm bằng cách là trực tiếp đến địa bàn, thế nhưng là vẫn đang bế tắc. Và anh có nhận thấy một cái trường hợp hay là cái cảnh nào quen mà anh vừa xem vừa rồi không ạ? Vừa rồi xem cái trong cái cảnh quay lên là có cái chùa, có cái tượng Phật. Chứ coi như có cái hẻm, đường hẻm mà, nhưng mà bây giờ nó đổi mới thành ra cũng không có nhớ lắm. Nhưng mà bên đường, bên cái hẻm đó là có cái hãng nước đá. À, có cái hãng nước đá. Người nhà cách cái chợ đó rồi gọi là cái chợ Đồng Đế. Bây giờ gọi là chợ Đồng Đế. À, từ nhà lên tới chỗ nhà thờ núi á, thì chẳng còn 700 mét. À, muốn đi lên nhà thờ phải qua cái đoạn đường đó mới vô được nhà thờ. Hồi lúc trước ở trong chùa đó, rồi sau bị đêm đó coi như bị chỉ nghe tiếng máy bay, thế rồi ra là cùng mọi người cùng lùa lên xe đi, là từ đó đến giờ. Dạ, như vậy là anh nhớ là cái nơi anh ở hồi xưa nó cũng đi trên cái đường mấp mô trên cái xóm núi đó. Anh có thấy nó giống như vậy không? Dạ không, từ nhà là ở từ, nếu tính từ nhà thờ núi đi về hướng đông về hướng biển á, thì mới ở từ đây mà xuống tới nhà là khoảng 700 mét. Ở đó chỉ có một khu dân cư đó thôi đó. Dạ. Yeah. Trước nhà là có một cái giếng, hồi đó là cái giếng lớn. Trước nhà có một cái giếng, nhưng mà nhà là thường làm hồi đó có gác lỡ, gác kiểu như gác ván. Rồi trước nhà có một cái thang để đi dùng đi lên, chứ không có đi trong nhà. À, có bao giờ anh nghe thấy mọi người gọi trong gia đình, có thể tên mẹ anh có thể gọi là bà ba không?
cái này không nhớ nổi. Anh nhớ loáng thoáng là anh có một người chị. Có một người chị. Lúc đó thì anh đoán là mẹ anh độ bao nhiêu tuổi? Lúc đó thì mẹ cũng khoảng 40, 40 mấy tuổi. Đó là năm bao nhiêu ạ? Anh đoán là đó là khi mà anh đi làm. Là, theo như em dự đoán là cái năm đó khoảng năm 68, 67, 68. Nếu mà là ở chùa Long Sơn mà có bom đạn á, thì là chắc chắn đấy là năm 68. Như vậy mình có thể tạm khẳng định là anh thất lạc vào năm 68. Đã thấy quen quen với địa hình ấy rồi, nhưng mà bây giờ không có anh đến tận nơi thì chắc là bên bọn em cũng khó mà có thể tìm được. Có lẽ là một lần nào đấy thì chương trình sẽ đi cùng anh xuống tới tận nơi và đi hỏi. Rất là tiếc là không báo tin vui cho anh lần này được. Chúng tôi cũng rất mong là quý vị khán giả ai có thông tin thì hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại là 0862647777 thông báo tìm kiếm người con trai tên là Hưng, sinh năm 1959, thất lạc gia đình vào khoảng năm 1965. Khi đó thì ba Ứng và mẹ Bẻo sống tại vùng xóm núi 1, bây giờ gần nhà thờ núi, gần chùa Long Sơn, gần nhà máy nước ở Nha Trang và tìm anh chị em. Số điện thoại của chúng tôi là 0862647777. Xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Vâng, rất nhiều người trong số quý vị khán giả, những người đăng ký với chương trình để nhờ tìm kiếm người thân thì thường hỏi chúng tôi rằng tại sao tôi đăng ký lâu như thế mà vẫn chưa có thông tin gì, rồi là liệu bao giờ thì tôi có thể được gặp người thân. Quả thật là những câu hỏi này thì đến ngay chúng tôi, những người làm chương trình, đội viên đội tìm kiếm, đội viên đội xử lý thông tin, các phóng viên truyền hình, hoặc là ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời được. Bởi vì là một cuộc gặp gỡ mà có thể được tiến hành nhanh thì cũng còn phải nhờ vào một chút may mắn. Phải có một chút may mắn. Và lần này thì có một chút may mắn dành cho một người trong trường quay. Đây ạ. Xin mời quý vị cùng xem. May quá. Vô lại này nè. Không biết không? Nhưng mà may ở chỗ là trong cái gia đình của những người thân có theo cầu á thì phát hiện được là Đào Thị Anh Đào. Đào thế nào? Như vậy là Đào Thị Anh Đào này á là ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là mới về Khánh Hòa để làm chứng minh ngày 1 tháng 3 năm 2011. Như vậy là tất cả những người cha mẹ anh em thì bây giờ ở đây là anh em người ta tìm được là Đào Thị Anh Đào rồi. Nhiều người dân vẫn cho rằng một khi không có việc gì cần tới chứng minh nhân dân thì chẳng cần làm. À, ta có Đào Thị Anh Đào. Thế mà 36 năm chia ly có thể nhờ đây mà được chấm dứt. Tuy nhiên phải bình tĩnh đã nào, trùng tên trùng họ cũng nhiều. Liệu chị Đào này có đúng là em gái của anh Đào Chí Thượng hay không? Hộ khẩu của chị ở khu kinh tế mới Ninh Trang, phải nhờ công an địa phương xác minh giúp. Anh Mẫn hỏi là có phải người đó ở Ninh Thượng hay không, thì mình nói để em xác minh, thì sau đó thì bắt đầu mình mới nhớ là ở đây có họ Đào, xong mình nói là chắc có lẽ có anh Mẫn à, xong anh Mẫn mới nói là cái này là cái chương trình đi tìm người thân, thì em nói em nghĩ thì mình càng có một cái gì đó nữa, tại vì cái công chuyện của mình, cái nghiệp vụ của mình nó thêm một cái gì đó, cho nên mình cũng càng phấn khởi và cố gắng. Các cán bộ địa phương, các tình nguyện viên giúp đỡ như chưa hề có cuộc chia ly rất nhiệt tình trong hàng ngàn cuộc xác minh đang được tiến hành đồng thời trong cả nước. Em phải là con của chú Thùy không? Dạ phải. Anh Thượng đang nhìn thấy người em cùng chung nửa dòng máu với mình đó. Sau khi vợ mất, ông Thùy đi kinh tế mới, rồi có gia đình thứ hai. Ba người con của đời vợ trước được nhập hộ khẩu về cùng một chỗ ở Ninh Thượng này. Tuy họ cũng nhanh chóng tứ tán mỗi người một nơi. Đấy, anh vừa mới nhìn thấy một người ruột thịt của anh đấy. Sau gần đến năm, sau 36 năm anh nhìn thấy một người ruột thịt của anh mà anh lại không quên mặt. Bây giờ làm thế nào để anh tin rằng là anh cuộc đoàn tụ của anh nó sắp đến đây rồi? Bây giờ anh phải nhìn thấy ai thì anh mới tin là anh sắp được đoàn tụ nào? Anh Linh nhá. Đầu. Xin cho chúng tôi xem đi ạ. Anh để ý cho em cái xe màu trắng này nhé. Anh xem cái xe màu trắng này, đặc biệt lắm này.
Bây giờ anh gọi tên đi. Anh gọi được đúng tên thì anh sẽ gặp được họ. Đào Thế Linh. Anh Đào Thế Linh. Đào thì anh Đào. Bên cạnh là ai? Đào thì Hạnh. Đào thì Hạnh, Đào thì Tuyết Mai. Còn em trai nữa là Đào đây. Xuân Thủy. Đây Đào Xuân Thủy này. Không có quay. Còn giờ nó ẩm nó nhỏ rồi. Mẹ cũng sợ thịt mãi nữa chứ mọi người đọc mặt. Dạ, ba mấy năm rồi. Về thì mấy anh em cũng xung hợp vậy, cũng kể, cũng lôi tên anh Thượng mà ra. Trời ơi, biết giờ anh còn sống hay chết, cứ mong vậy đó. Thì anh em mới nhắc xong cái đám giỗ xong xuống là thứ bảy, chủ nhật thì con thứ hai này vô là thứ tư anh mở báo, là thứ năm rồi chạy ra tiếp. Em nói em mừng gì mà em mừng, xong lên đó ông công an mấy chị nè, như chị mới làm lại hồi tháng 3 không đó. Dạ đúng rồi, ngay chốc luôn, ngay tháng 3 luôn. Ta kiếm mộng có vậy mới sao? Sáu anh em giờ chỉ còn thiếu anh. Người em trai kế anh Đào Xuân Thủy bấy lâu nay vẫn thuê nhà trọ gần 66 Thủ Khoa Huân, có ý chờ. Đang cũng ở nhà cũ luôn á. À, vô ở được đâu, không bao nhiêu ngày đâu. Rồi bà già ngã bệnh, thì anh nhớ tầm nó cỡ chừng tháng 6, tháng 7 vậy thôi. Cũng còn mấy tháng thôi. Thì bà ngã bệnh mới nằm đó, thì anh em tự bươi chạy, tự kiếm ăn thôi. Lúc đó là... Hai đứa con gái nhỏ đi bán nước ở bến xe để kiếm sống. Anh Linh và anh Thượng được mẹ gửi gắm cho họ hàng trong Sài Gòn, nhưng cuối cùng cũng ra đường rửa xe và làm lơ xe. Em nó hỏi là có chết không, là em nói là không có chết. Cái lúc ba em ở kinh tế là cái lâu lâu vỗ máy em là gom về hết, cái là tụi em từ từ kiếm về hết ba em lại. Cái mỗi người kiếm về dần lần lần, cái là sum họp lại. Sum họp lại được là ba em mất, là năm người con, xong mình là còn thiếu có mình anh Thượng thôi, là xong ba em mất. Anh như thế nào thôi? Anh Mẫn ở bên chỗ công an á có nói là khi mà lên trên đó thì anh Linh là người xúc động nhất, bởi vì là anh Linh nói rằng là chính là vì anh Linh cho nên là em mới bị lạc. Lâu nay em có tự anh mất không, mà cứ trong ngày trong đêm không thấy ảnh đâu hết nè. Có ngày giỗ má rồi bà cũng vậy, nó hỏi coi bà anh đâu, bà cái bà nói không biết nữa. Không biết vì sao em Thượng bị đưa đi và đưa đi đâu. Anh Linh tiếp tục sống tại bến xe rất lâu, thành nghề. Mãi gần đây anh mới nghỉ việc lái xe đường dài. Vợ anh có nghề may, hai vợ chồng mở một xưởng may khẩu trang, xuất hàng đi khắp nơi trong nước. Anh lấy quyền huynh thế phụ và lòng yêu thương để tập hợp và bao bọc cho các em trong điều kiện của mình. Còn mỗi một người đều tự bươn trải trong đời từ lúc 5-7 tuổi, học không qua lớp 1, nhưng đều chung một niềm kiêu hãnh là sống đàng hoàng, đi đâu cũng được người ta quý mến. Nếu mà bây giờ có kỷ niệm nào mà thân thiết nhất thì chắc chắn anh Thượng là chỉ có nhớ về anh thôi đấy. Kỷ niệm nào mà kiểu như ấm áp nhất cái thời thơ ấu là về anh đó. Hồi đó đâu nhà đâu cửa đâu, thì nó là anh em trên cầu thang của chung cư đó, nó cho đó là chỗ ấm nhất đó. Không bao giờ quên. Ngủ dưới trên cầu thang vậy nè, đâu có nhà. Rồi hôm nào, ví dụ như là, nói chung là cái chỗ nào mà sạch, cái nền, cái thềm nhà người ta gọi là hotel Đời Lê Hiên á, cho nó phong phú một chút á. Một là hotel Đời Lê Hiên, hai là hotel Đời Lê Mui, lên Mui, Mui xe. Rồi dân xe gọi cái đó mà. Thì bữa nào cái máy hiên nào mà sạch, thì chạy chiếu ra hai anh em ngủ. May mắn nhất là trong cái xã hội mà nó đang biến chuyển, nhưng mà anh em mình là không có. Mong ngày, mong ngày, mong đêm, mong cho hết ngày, qua ngày này, qua ngày nọ. Thứ bảy tuần vừa rồi em có về trên nhà, em cũng nói thắp hương cho ba, cho dì, nói anh con thất lạc lâu nay cứ tưởng mất vậy, rồi giờ anh con quay về tìm tụi con, rồi ba với má với dì sống linh thiêng phù hộ cho anh con, thúc đẩy anh con mong về cho gặp tụi con đi. Khi anh Thượng đã về đoàn tụ, bao nỗi khổ cực trong quá khứ của cả sáu anh em gộp lại cũng sẽ tan biến, không để lại dấu vết gì. Hệt như có sóng đang dịu dàng xoa trên bờ cát, ở tại đây chính bãi biển mà 36 năm trước họ đã giao thắm chiều chiều.
con đường xưa dấu em chờ như chưa ai từng thấy mình chết không à mang được bấy nhiêu tuổi thơ âu đã nhắc đến đã xa người hay còn lại người vùng trời xưa mai sau còn cuối đời có ngày mà ai đoán sẽ phải nhắc rằng nhân là có anh Mẫn ở đây chính là anh đã góp phần mang tới cái cuộc đoàn tụ mà chúng ta đang nhìn thấy đấy ạ. Vâng, thì em xin cảm ơn anh Mẫn, cảm ơn công an của Nha Trang, của Khánh Hòa và cảm ơn công an của tất cả các địa phương đã thường xuyên là giúp đỡ bọn em để mà tạo nên những cuộc đoàn tụ như xúc động như thế này. Xin chúc mừng gia đình ạ. Chương trình trực tiếp hôm nay thì chúng tôi cũng có muốn gửi một lời kêu gọi, là có một hoạt động của báo Tuổi Trẻ đang phát động mà tôi thấy là thật là có ý nghĩa, là góp đá xây Trường Sa. Một viên gạch, một cân xi măng, một lít nước ngọt mà để xây dựng ở Trường Sa thì đều phải do đất liền mang ra, thật là cảm động. Nếu chúng ta có thể là một tin nhắn mà có thể gửi một viên đá ra Trường Sa thì đấy là hành động yêu nước thiết thực nhất vào lúc này. Vâng, xin hãy làm theo cái việc là nhắn tin Trường Sa gửi 1408. Chúng ta đã làm một hành động yêu nước thiết thực nhất vào lúc này ạ. Xin hãy hưởng ứng ạ. Thưa quý vị, và chắc hẳn không chỉ có những khán giả tại trường của S8 mà khán giả truyền hình cả nước cũng đang nhắn tin gửi cho Trường Sa. Trường Sa gửi 1408. Và trong một giờ truyền hình trực tiếp thì đội tương tác VNC đã nhận được gần 300 cuộc gọi. Trong đó thì có 4 thông tin bách bảo cho các trường hợp. Trường hình quá ngày hôm nay xin gửi cho chị Thu Uyên. Thưa quý vị, và như chia sẻ của cuộc Chili với chủ đề Đồng đội ơi, ở đâu xin được dừng lại tại đây. Chương trình sẽ được phát sóng lại trên VTV1 vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2011 và phát lại trên VTV4 cho kiều bào ta theo dõi vào lúc 4 giờ và 22 giờ 35 phút thứ Ba ngày 11 tháng 10 năm 2011. Và quý vị có thể xem lại trên trang web của chương trình hãy lên tiếng.vn. Và bắt đầu từ sáng mai, quý vị cũng có thể xem lại trên trang web Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tuổitre.vn. Còn bây giờ xin được kính chào và gặp lại quý vị trong như chia sẻ của cuộc Chili vào tháng 11 tới. Thank you.